Đền Ông Tiên nằm trong quần thể di tích thắng cảnh Bát Cảnh Sơn ở xã Thượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Từ thị xã Phủ Lý theo quốc lộ 22 đi 13 km là đền quần thể danh thắng cảnh Bát Cảnh Sơn, hoặc có thể đi từ Đồng Văn theo quốc lộ 60. Xã Thượng Lĩnh được thiên nhiên ưu đãi với địa hình tự nhiên có nhiều tiềm năng phong phú. Dãy Bát Cảnh Sơn đứng bên tả ngạn sông đáy, dựa lưng vào phòng cung Nam Công, hay còn gọi là ở xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, và Tuyết Sơn, Hương Tích, Hà Tây, tạo thành thế núi hình sông kỳ thú. Xét theo tổng thể ở phạm vi rộng, ở Bát Cảnh Sơn là một cụm du lịch của quần thể Hương Sơn, bởi hai thắng cảnh này rất gần gũi, tiếp giáp với liền kè liền mạch trong dãy núi đá Vôi, Hà Nam, Hà Tây. Theo vị trí địa lý hành chính, Bát Cảnh Sơn là tiểu thắng cảnh, là cửa ngõ Hương Sơn, nằm trong xã Thượng Lĩnh, nơi ngã ba của ba huyện Kim Bảng, Hà Nam, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Hà Tây. Từ lâu, dãy Bát Cảnh Sơn, dãy núi có tám cánh, được coi là thắng cảnh của Trấn Sơn Nam theo lịch triều Hiến Chương Loại Trí, phần dư địa trí của Phan Huy Chú. Thì vào thế kỷ thứ 16, Nghị Tổ Trịnh Doanh qua đây chiêm ngưỡng đã ví các Bát Cảnh Sơn với Tiên Tương bên Trung Quốc và cho lập hành cung để đi về Thưởng Ngoại. Xưa kia, ở Bát Cảnh Sơn có 8 ngôi chùa và một ngôi miếu thờ thổ địa, thần linh được bài trí xây dựng theo thiết bái quái ngũ hành. Có thể do 8 ngôi chùa mà vùng núi này được đặt tên là Bát Cảnh Sơn. Ngày nay, dù một vài cảnh quan đã bị hủy hoại vì chiến tranh, nhưng hàng năm, khách vãn cảnh chùa Hương và du lịch thập phương vẫn về thăm với số lượng khách khá đông. Đền Tiên Ông hay còn gọi là Đền Ông được xây dựng vào đời vua Trần Nhân Tông. Đền Tiên Ông hay còn gọi là Đền Ông được xây dựng vào đời vua Trần Nhân Tông. Trên lưng chừng núi Thượng Lĩnh, cao khoảng 200 m, giống hình con voi phủ phục, nhân dân thường gọi là voi quỳ. Núi Thượng Lĩnh là điểm đầu tiên trong hệ thống Bát Cảnh Sơn. Từ km 13 quốc lộ 22, theo đường đá thoai thoải tới phía bắc chân núi Thượng Lĩnh, qua 5 gian nhà khách, 3 gian nhà tổ, du khách đi 108 bậc đá lên đền. Đền hình chữ tam, tiền đường 5 gian, trung đường 3 gian và hậu cung 1 gian. Đền trước vốn nhỏ, sau nhiều lần trùng tu mới có quy mô đồ sộ như ngày hôm nay. Tiền đường được kiến trúc kiểu trồng diêm 8 mái cong, 4 góc đầu giao hình rồng mềm mại, mái lợp ngói nam đều đặn. Tòa trung đường xây kiểu hồ văn cánh, bảng tam đấu, hậu cung cuốn vòm. Ở đây còn lưu giữ được nhiều thần phả, sắc phong và nhiều đồ thờ tự quý hiếm như hoành phi, đại tự, cầu đối, bát hương bằng đá, bằng đồng. Đặc biệt ở đây còn có hai pho tượng, một bằng gỗ, một bằng đồng, được thờ trong hậu cung. Sự tích đền Tiên Ông được truyền thuyết kể rằng cha ông Tiên Ông quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh, là quan to trong triều nhà Trần, có tới 23 thê thiếp mà vẫn chưa có con trai. Đến khi đi kinh lý ở Trần Sơn Nam tại thị xã Thịnh Đại, nay là xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, thân phụ ngài lấy tới thê thiếp thứ 24 mới sinh được ngài. Ngày sinh ra đã có tướng mạo khác thường, lớn lên chỉ một lòng đèn hương thờ Phật. Ngày chu du khắp nơi để tìm thầy học đạo. Và một ngày, ngày đến khu Quang Thừa, nay là xã Tượng Lĩnh, thấy dãy Bát Cảnh Sơn hùng vĩ, bèn lập một ngôi chùa dưới chân núi Động Tam Giáo để thờ Phật và thờ tổ tiên cha mẹ, gọi là chùa Tam Giáo. Sinh thời ngày có rất nhiều là công lao đối với nhân dân địa phương, như cứu giúp kẻ nghèo khó, chữa bệnh cứu người. Khi đắc đạo, ngài hóa thân vào cây đại nại và dặn rằng hãy lấy cây gỗ đó để tạc tượng thờ, còn lấy đồng tạc tượng thờ thần. Dân nhớ ơn lập đền thờ tạc tượng gỗ và tượng đồng thần theo lời dặn của ngài. Các pho tượng rất linh thiêng, trải bao lần đền bị chiến tranh giặc giã phá hủy, pho tượng đã nhiều phen bị mang đi nhưng không ai đụng tới được. Nguyễn Hữu Trình cũng đã mang tượng đồng ở đền thờ ngài đi đúc tiền đồng, nhưng búa rìu không chạm được vào tượng, tượng chỉ đổ mồ hôi, còn quân lĩnh chạm vào tượng thì bị rìu chặt vào chính chân mình. Nguyễn Hữu Trình sợ hãi, khấn rằng nếu ngài linh thiêng thì hãy cho sông Châu bên mưa, bên tạnh, quả nhiên là ứng nghiệm. Cuối cùng, Nguyễn Hữu Trình phải sai quân lính mang trả tượng lại về đền. Nhiều vị vua, chúa như Lê Thái Tổ, Lê Dụ Tâm, Trịnh Doanh, Trịnh Tùng, Trịnh Sâm, Mạc Phúc Hải đã tới thăm đền. Tương truyền, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huy Oánh là con cầu tự của ngài. Nhớ ơn ngài, cứ đến ngày rằm tháng 6 hàng năm, hai làng Thịnh Đại, Quang Thừa tổ chức lễ rong rất long trọng. Khách thập phương ở nhiều nơi về cùng tham dự.
Dạ. Không, cháu tìm mẹ cháu. Mẹ ơi. Thế à? Ờ, xong rồi về với tự cắt nha. Được chưa? Nhưng mà nó không thấy gì nhiều lắm. Không cần lấy nhiều, lấy tao thôi được rồi. Ừ, biết rồi. Thế nhá. Mình đợi. Thoáng còn từ từ thế này là ok chưa? Ok rồi, thôi nhất tắt tắt đấy đi, nhấp lại đi. Có đỡ phải cắt gì? Bỏ khăn ra. Bỏ khăn ra. Yeah. Sao lại quay thế, quay để kia đẹp hơn. Thôi, ấy đại đi.